Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn của mình khám phá được game đầu tiên nha. Scary Ice Cream. Let's go. Ở đây có một chiếc chìa khóa. Cửa này bị chặn rồi. Oh my gosh. Không có gì đâu. Wow, mình đi xuyên cả mấy cái này luôn. Có một cách nào đó để sang bên này. Và các bạn phải tìm một chiếc chìa khóa. Mình sẽ thử ném vào đây xem có được không. Xuyên luôn mà lại không mở được cửa. Wow. Có thể tựa game này mình thấy nó có vẻ như hơi bị lỗi một chút. Không thể sang được những cái cửa như thế này. Wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Ice Cream 2. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ trèo từ tầng 2 xuống. Let's go. Thank you.
MJ. Help me out of here, please. 是什么？Mình sẽ đi tìm một tấm vé ở trong những cái thùng rác này. Đây rồi. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Okay. Careful. Rồi và mình sẽ lên trên tầng 2 tìm tiếp một món đồ nữa. Đây rồi. Hanger. Một cái mắc treo quần áo. Trèo lên trên tận trên cao đây. Nghe tiếng đầu mồm ta lại cười một cái sợ thật, vẫn chưa thấy ông ta đâu. Rồi mình sẽ chuồn này mà. Và chạy thẳng vào trong xe. Jay, help me. Xin đi. Nhắm vào người ông ta không có gì. Đáng thật.
去了吗？OK， 我们先回去来新德里。Jay, help me out of here. Let's go.Rồi mình sẽ lấy chiếc bật lửa đây. Oh my god. Không hiểu sao mình lại đi giật lại được bên kia. Tài cơ. Ok, và mình sẽ phải tìm cách thoát ra khỏi đây. Một chiếc chìa khóa.Rồi, mình sẽ xem ông ta đang ở đâu. Ok, và đây là chiếc chìa khóa để các bạn cứu thoát cô gái đây.Ice cream maker want for me. Cố gắng lên chứ. Phần 2 là các bạn sẽ cứu các cô gái, còn phần 1 thì các bạn sẽ cứu một chàng trai. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ 3, ice cream one. Let's go. Phần này thì ông ta sẽ bắt cóc một cậu thanh niên.Cũng là bạn của mình. Sợi dây. Wow, giật thế. Ok. Oh, hello. Don't you want to try my delicious ice cream? Wow, người ta mắc trực tiếp luôn. Mình lại bị treo xuống từ tầng 2 xuống nàoMình sẽ lắm trực tiếp vào mặt ông ta. Ok.Ông ta đang đằng sau. Chuẩn luôn. Cool. Ông ta đâu rồi? Kia rồi. Mình sẽ cái này đi. Sau đó thì mình sẽ vào lấy tiếp món đồ nữa. Xem ai làm hôm nay. Đô la.
Break it off. Let's go. Bây giờ thì mình sẽ phải chui sang đường cống bên này. Thì ở giữa đường cống sẽ có một thanh sắt. Các bạn phải dùng cái này xịt vào. Nó thanh sắt sẽ chảy ra và rơi xuống. Nếu không thì các bạn sẽ không đi qua được cái đường cống này không. Rồi ok. Rồi mình lại chui ra thôi. Thường thường thì ông ta sẽ nghe thấy tiếng này và ông ta sẽ đến. Nhưng mà không sao. Có thể là mình sẽ phải dùng côn để đổi ra khẩu súng nước. Thôi, mình cứ đi lấy xăng đi, không phải sợ. Let's go. Đây là một đường cống khá là dài luôn các bạn nhá. Rất dài luôn. Ok. Rồi, sau đó lại quay lại tiếp. Một đường cống khá là dài luôn. Ông này đang đây. Mình sẽ giữ ông ta. Wow. Ông ta lại không nghe tiếng chân của mình với tải chứ. Và bây giờ thì mình sẽ ra kia tìm một chiếc chìa khóa nữa. Khi các bạn bắn ông ta thì ông ta sẽ bị ngất trong vòng 1 phút. Cho nên trong 1 phút này thì các bạn cố gắng lấy những món đồ cần thiết. Rồi và bây giờ thì mình sẽ lên trên cái cầu này. Let's go. Không phải. Vẫn chưa phải. Ok. Không phải, chắc còn như thế này thôi. Ok. Rồi sau đó thì mình sẽ chui ra và tìm một chiếc chìa khóa cho một chiếc áo. Rồi, xem chiếc chìa khóa đó ở đâu. Chiếc áo đó ở đâu đây? Ông ta tỉnh dậy rồi. Wow, rất là nhanh luôn. Đây rồi, Obscay. Let's go. Sau đó các bạn lại về xe. Không hiểu sao lại mất tiếng game luôn. Tài thật. Không biết có lỗi gì không. Nhưng mà mình sẽ về xe ra rồi tính. Ok, let's go. Ông ta đi đâu rồi? Có thể ông ta chui sang đường ở bên cống bên kia. Rồi. Và mình sẽ chuyển tiếp sang Breaking.
going to Kansas today. I'm looking for the chump chubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna... đô la. Ok. Cà phê. Các bạn sẽ quay trở lại quán cà phê. Rồi, đổ đầy bình xăng vào chiếc xe này. Đâm ông ta mà ông ta không biết gì. Bình thường là nếu mà đâm ông ta ấy, thì là ông ta sẽ phải phải ngơ ngay. Mà không hiểu sao đâm ông ta lại không biết gì. Tài thật. So ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Ice cream bar. Let's go. Đây là chiếc chìa khóa nha. Ok. Hộp cậy. Hey, you. Yes. You tell me, sweet little boy. Yes, you. I know you have Liz, and I want you to release her. Liz? I think you're confused, boy. No, I know it's you. I saw her in the trunk of your dirty van. If you don't release it, I'm gonna fry your brain with this shotgun that I made myself. Do you really think I know who you're talking about, huh? I don't remember the names of all the children I captured, you idiot. Stupid boy. You have the guts to face me. But you're not fat enough to be useful to me. Wait a second. There's an easy solution to that. Open up and say, ah. Perfect landing. Done. Oh, very tasty ice cream. I don't know why you did this, but I'm gonna exterminate you anyway. Oh, hello, chubby boy.
Now you're chump and plubby just like I like it. Oh my gosh. Okay. Let's go. So let me see what I say. Good to see you, don't say. Đây tên là các bác bắt đầu là các bạn tìm một chiếc chìa khóa. Đây rồi. Rồi mình sẽ lấy chiếc xẻng để đào cái đó lên. Ok. Đó thì mình sẽ lên cái chòi này. Và đây là chiếc chìa khóa để mình mở cái chòi. Trong cái chòi đó thì sẽ có một con ngựa. Lắp con ngựa vào đây. Ở đây các bạn đi tìm bốn ngựa tất cả, các bạn mới mở được cái hòm đó ra. Và trong cái hòm đó thì có một chiếc chìa khóa để các bạn cứu thoát anh chàng thanh niên kia. Ok, Devin. Đây chính là một thuốc lộ. Jay, it's you? What happened the other day? How do you think of jumping with a van running? How? So that was what Charlie wanted to tell me? Where is he? I mean, is he okay? Yes, in the end I managed to jump at one of the stops. Are the others okay? We have to do something. Okay, I'll follow you. Let's go. Và các bạn dẫn cô bé này về xe. Ở đằng nào kia. Let's go. Metro station. Và trong Metro station này thì nó sẽ có một đôi dép, một đôi giày và một chiếc mũ. Thì các bạn sẽ cầm đôi giày, chiếc mũ lên về xe. Sau đó thì các bạn sẽ phải lấy một con ngựa màu xanh lá cây trong này thôi. Con ngựa màu xanh lá cây ở giữa kia. Đó, ok.
Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Dark Eye Cream New. Theo anh chàng này, ông ta chính là Ice Cream, người bán kẹo. Sắp tới chỗ ông ta rồi. Có thể ở gần đây. Có bom vào đây, phá tan cái xe bắn kem của chúng ta. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Dark Eye Cream. Let's go. Rồi, level 10. Ở level 10 này các bạn sẽ phải tiêu những đối thủ đang ở trên map ở đầu đây. Hình như nó có 5 đối thủ tất cả. 4 đối thủ à? Ồ, mình quên chưa cầm khẩu M4. Rồi, let's go. Ok. Ở đây có một anh chàng thanh niên đã đến gần đây rồi. Tiếp tục một anh chàng ở đây nữa. Let's go. Chạy thôi. Ok. Và sau đó thì mình sẽ chạy đến điểm ở đây. Trong này có một khẩu súng à. Mở cái cửa ra nào. Tụt nó vào trong đây. Level 11. Ok. Cũng tiêu diệt tiếp 4 đối thủ. 5 đối thủ tất cả. Ok. AK-47 đi.
6 đối thủ tất cả. Wow. Rồi, tiến lại gần tiếp. Ok, hai đối thủ nữa. Rồi, let's go. Sau đó thì chạy đến điểm màu xanh. Cũng trong ngôi nhà này. Chắc nhà ngôi nhà trên rồi. Ok. Một khẩu súng ngắm. Rồi, và mình sẽ sang cái tiếp theo. Dust Ice Cream. 4. Bây giờ xuống đây để giải cứu cô bé này. Không biết cô ta ở đâu. Cô ta ở bên này. Phải dẫn anh bạn này đi đâu, vẫn chưa tìm thấy được cái chỗ mà mình có thể dẫn đến. Để tìm ở trong này xem, nó dẫn anh ta vào trong chiếc xe Akrim này. Để xem anh ta có vào không. Không vào. Để dẫn anh đâu ra. Đây chiếc xe của mình. Wow. Cái này rất là khoai luôn. Mình vẫn chưa tìm thấy chỗ dẫn anh ta đi. Có một đặc điểm gì đó nhưng mà mình sẽ tìm xung quanh đây xem có gì không. Và trong phòng này không có gì thôi. Wow. Rất là khoa các bạn nhá.
có bạn nào vượt qua được cái phần này thì có thể PM và giúp đỡ mình nhá. Ok, rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Continue, let's go. Phòng rất là tối tăm. Đây là cánh cửa này. Có một cái gì đó ở đây. Ok. Rồi mình sẽ lên trên tầng 2 này xem. Someone. Cái này đang càng lúc càng tăng lên. Oh god, hey, wow. Oh my god. Wow. So ok, mình sẽ phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.